đổ cái đây cho sức ra người ta không hết cô à. Cháu cũng thì vậy cũng mà anh thức đồ nó không rác không đồ anh đang bắt rồi rồi nó không hết thấy đầy mừng hơn cái nữa à mà giờ đầy mừng tham ăn nó mừng mừng người sức hết nó nhiều hết đấu lên giường xuống vậy biết nóng mà chết to nó phải ít nè khỏi đói. Ăn sáng hay ăn trưa hay ăn chiều vậy? Hả? Ăn sáng hay ăn trưa hay ăn chiều? Sao nghe không được? Không được nè. Ý là giờ vậy ăn sáng hay ăn trưa? Hả? Bây giờ ăn sáng hay ăn trưa? Ăn tối chưa? Tối nay hoài không nhớ vô không tưởng ăn sáng ăn trưa mày. Đứng đó lại con. Cháu á. Từ hả? Dạ. Đậu chưa? Cảm ơn con mua rượu giùm hoài con. Không đậu nữa chớ thêm chai mới cho. Trời ơi sao mùi lần cái rượu gì xích vô ta ngứa ơi nó rác vậy cái nó hết tao bớt tao hết cho tao bớt còn đây xích bách rồi à tao không bớt đậu không theo chai mới vậy ở đây cũng làm gì mất hay cô không dạ cũng đủ cái chuyện à linh tinh đủ loại à hả đủ cái chuyện hết à làm gì đủ chuyện nghỉ hè mà làm gì đủ chuyện hay luôn mẹ anh ơi anh như không nó nguội anh ba mình có gì không? Có. Hả? Có. Có hả? Dạ. Mình nghĩ thì là nó ngầu lên nó lớn quá cho vui với huệ chút. Có ngầu đây, ngầu bên cạnh đây. Còn thiếu đấy. Ông ba ngầu bên cạnh đây. Hả? Ông ba ngầu bên cạnh đây. Nói thì thằng anh tư thằng ba nó ngầu bên cạnh đây. Hai tư ba năm sáu bảy thì ba ngầu đây. Đấy, em vô. Ngày này ăn mấy lần rồi? Hả? Ngày này mà ăn mấy lần rồi ăn rau? Ăn mấy lần rồi? Ăn mấy lần hả? Ừ. Không gì nói gì mấy lần. Mấy lần ăn ấy, sáng, trưa, chiều, tối. Ngày ăn mấy lần? Vậy này bạn ăn tay không mà nó hết nghe, bữa nghe được, hôm nay sao nghe không được? Vậy là không không nghĩ nhớ cháu được kia nhớ nữa nọ à. Này bạn nhiêu tuổi hả? Này bạn nhiêu tuổi hả? Nhiêu tuổi hả? Chín mười hai. Này ở trên mái hả? Dưới cái vòm này trên mái hay cái vòm này? Ở mình à dột trên mái hơn cái vườn này làm chưa? Mẹ à. Làm chờ mát mát cho trời nắng này làm nắng nóng tôn à xem hả? Mua chai silicon có cái chai súng bắn vô đúng không? Bắn bằng silicon không chứ không dán tôn kia hả? Bắn bằng silicon không hả? Dán tôn chứ bắn nữa. Đóng tôn vô, chắc tường đóng tôn vô. Làm ở đấy nó khỏi cháy trong đây có hợp lý. Chắc tường cũng táo một cục à. Táo ngủ quá vậy nó mát. Tuy nữa mày cắt được cái mà giỏi sao mà nhắc nó. Ý thằng Tuy cũng làm, phụ làm hả? Tuy bán đâu à. À. Thì bán mấy giờ? Thì bán nó dở mà, giá? Giờ mấy giờ? Giờ hả? Giờ mấy giờ hả? Có điện thoại đấy không Cường? Anh không có điện thoại. Quay, hả? Chắc 5 giờ. 5 giờ chưa? 5 giờ nè. À, 5 giờ rồi vậy. Dữ vậy. Nên đài tiếng nói rồi mà. Giờ mình chắc không điều nữa, lộ trống nhiều hả? Ừ. Giá anh hào nhiều. Năm chai cũng được, năm chai nó rẻ hơn xi măng cục mà xi măng dẻo mà. Mà xi con nó chích mưa gió rồi nó dính, đã nó dính rồi nó kết rồi. Năm chai á. Thì bảy đi làm mướn cho vợ ông Bình, cho con gì? Đi làm gì cho vợ Dung. Bình. Dạ. Ta làm gì cho vợ ông Bình? Làm cỏ mía. Đi cuốc cỏ mía đi làm mướn. Ngày con 100 ngàn à? 100 rưỡi đó. 400. Rồi đi chợ hết 50 rồi còn 50 à. Mà giờ mệt la lối kìa. Đau nhức khép ngừ. Gây rượu đi làm mướn rồi đấy. Hết tiền rồi. Vậy còn tiền không? Hả? Vậy còn tiền không? Ờ, bây giờ không hả? Ờ. Thế giờ lâu nhà nước cho em cứ nào giữ cứ nào cũng cho ăn hay đâu giữ chi cho mất con. À vậy cũng được.
Vì không thấy rõ bò là lấy ra lấy vô cho rớt mất hết trong cái rộng hả? Để ở trong nhà mà cầm cầm chi tiền con cái làm anh hết rồi. Anh tô vậy no không vậy? Em nào đâu mua hàng ăn hết nào đó mấy không mua hàng không hết vậy cho không dám nói. Không dám nói. Ai nấu ngon nhất? Dì Tư có nấu không? Phải. Dì Tư có nấu không? Cháo. Dì Tư có nấu cháo không? À, nấu cháo dì Tư hả? Ừ. Dì Tư biết để mà làm theo nấu. Biết ở đâu hè? Nó cho cái chòi đây mừng hơi thơ. À, vậy là dì Tư cho cái chòi là con phải nấu. À, dì cũng. Nó cắn nó nghĩ là khúc mà làm theo nó đi được, đem từ tử xuống. Đi được vậy dì Tư đi được chưa? Dì Tư đi được chưa? Đi được hả? Ừ. Vậy cũng mừng ạ. Lâu miếng trời. Lâu miếng mà không sạch. Thì gạch ấy mà gạch xong mà đâu có sáng, không sạch nó sạch chứ mà nó không sáng. Cái chòi vậy, đổ cái gạch này tốt cái gì mà. Ừ. Mà vậy, hiếu yêu mẹ vậy mà. Màu đen thẩm là cũng như vậy, nuôi ở thì vậy. Vậy cái màu như vậy? Ừ. Mẹ vậy mà sao ta không ta nào không có phải giải quyết thôi. Ừ, thì Tư là thương ngoài lắm á. Đâu, gạch men không? Gạch men cái gì mà? Gạch đây làm cái gì? Gạch thứ màu những thứ là gì vậy? Màu đó sạch á.